Cách đây 2 thập kỷ, một kỹ sư người Nhật Bản đã thiết kế ra một mô hình giả lập lái xe được xem là sát với những chiếc xe đua ngoài đời thật nhất, tên gọi của nó là Gran Turismo. Nó đã giúp hàng chục triệu người đam mê môn thể thao tốc độ này có thể tiếp cận gần như hoàn hảo với thế giới chân thật của những tay đua chuyên nghiệp trên một chiếc xe đua thứ thiệt. Phim bắt đầu tại thành phố Cardiff của Vương quốc Anh, một anh nhân viên bán áo quần tên Gian, nhưng lại cực kỳ đam mê game đua xe Gran Turismo trên PlayStation, thứ mà nam chính luôn nói rằng đó không phải là một trò chơi mà là một bộ môn mô phỏng xe đua. Hôm nay Gian đã nhận được cái vô lăng giả lập mà anh đã đặt mua bằng tiền công mấy tháng khổ cực đứng bán quần áo. Với sự phấn khích cao độ, Gian lập tức ngồi xuống trước màn hình, nhưng đúng lúc đó, ông bố lại bước vào phòng rủ Gian đi đá bóng khiến anh tụt hết cả hứng. Bố anh trước đây từng là một cầu thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Cardiff City nên ông muốn Gian cũng theo nghiệp quần đùi áo số như ông ấy. Nhưng Gian nhất quyết từ chối để tiếp tục với đam mê của mình, thứ mà anh luôn tin rằng một ngày nào đó nó sẽ giúp anh trở thành một tay đua thực thụ nhờ vào cái mô phỏng này. Trong khi đó, ở Tokyo, Nhật Bản, Danny là giám đốc kinh doanh của Nissan tại thị trường Anh Quốc đã đến trụ sở của hãng xe này để trình bày một kế hoạch táo bạo. Danny muốn khơi dậy niềm cảm hứng lái xe cho thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi. Ông muốn đem đến cho 80 triệu người chơi của Gran Turismo trên toàn thế giới một cơ hội để biến giấc mơ từ ảo thành thực, biến một game thủ thành một tay đua thực thụ. Vì vậy mà Danny đã đề nghị ban lãnh đạo hãng Nissan thành lập một học viện Gran Turismo, tạo ra một cuộc thi để tuyển chọn những game thủ hàng đầu và đào tạo họ để trở thành những tay lái trên chiếc xe đua thực sự. Ý tưởng hay thì hay đó, nhưng điều kiện ban lãnh đạo đưa ra là Danny phải tìm cho được một kỹ sư trưởng đủ tài năng để huấn luyện và trên hết là đảm bảo an toàn cho những tay đua ảo. Thế là Danny lập tức lập ra một danh sách với hàng loạt cái tên, mà gọi cho 10 người thì hết 9 là từ chối, còn một thì cũng chưa biết đi đâu về đâu. Tại gara của đội đua nhà giàu K3, kỹ sư bảo trì của đội đua này là Santer, trong lúc đang ngửa bụng nằm dưới gầm chiếc xe đua để tu sửa cho nó thì được thông báo có người đến tìm. Đó không ai khác chính là Danny, ông giám đốc kinh doanh đến tìm gặp cái người cuối cùng trong danh sách, cũng chính là Santer. Danny cố gắng dùng tài miệng lưỡi để thuyết phục Santer nhận lời làm kỹ sư trưởng cho đội đua của học viện GT, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông kỹ sư. Santer cho rằng việc đưa những tay đua mô phỏng chỉ ngồi trước màn hình lên một chiếc xe đua thứ thiệt là điều điên rồ. Nó cực kỳ nguy hiểm, việc ngồi trên một chiếc xe với vận tốc 300 km/h nó khác lạ lắm, chứ đâu có đơn giản như việc ngồi nhìn con số 300 trên màn hình máy tính và chỉ việc ấn nút chơi lại mỗi khi gặp nạn đâu. Thế là Danny đành phải ngậm ngùi ra về. Cũng trong đêm đó, đội đua K3 được ông bầu của đội dẫn đi chiêu đãi. Ở đó, tay đua chính của đội K3 này, kẻ rất được ông bầu kia ưu ái vì tài năng nên anh ta luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn. Trong khi những người trong đội không ngớt lời khen ngợi về màn thể hiện của anh ta trong ngày, Santer lại chỉ ngồi lặng thinh và nhíu mày. Nhưng điều đó lại làm chướng mắt thanh niên kia, ông trời con này đã đập bàn chỉ thẳng mặt Santer. Ông chẳng qua chỉ là một thằng thợ máy, còn cái quá khứ hào hùng 15 năm trước của ông đã là dĩ vãng. Không thể vì cơm áo gạo tiền mà phải nhịn nhục hơn nữa, Santer đứng dậy bỏ đi luôn mà không thèm nói một lời, sau đó liền gọi cho Danny và chấp nhận lời đề nghị để làm kỹ sư trưởng. Và như vậy học viện GT đã chính thức được thành lập. Việc đầu tiên là họ gửi thông báo cho những game thủ hàng đầu của Gran Turismo về một cuộc thi sát hạch để được gia nhập học viện GT, và Gian chính là một trong số những người nhận được thông báo cuộc sát hạch này. Nhưng nam chính lại không hề hay biết về điều này vì anh đang phải bận rộn hầu bà khách mua áo đầm. May mắn thay khi một chiến hữu của Gian ở quán game đã phát hiện ra thông báo và lập tức báo cho anh. Thế là dẹp luôn bà khách sang một bên, anh tức tốc phóng xe tới quán và khi mở nó lên, anh biết rằng mình đủ tư cách tham dự cuộc thi sát hạch, đồng thời hiểu rằng đó cũng chính là cơ hội ngàn năm có một để anh có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành một tay đua thực thụ. Ngay lập tức anh lao vào luyện thêm tay nghề để chuẩn bị cho cuộc thi sát hạch vào ngày mai. Sáng hôm sau, Gian vội vã đến quán game và ngồi vào trước màn hình để bắt đầu cuộc thi. Anh cần phải về đích đầu tiên trong bảng đấu của mình. Và tất nhiên với một game thủ khi ngủ cũng mơ thấy đường đua như anh thì vượt qua cuộc thi sát hạch này là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Gian dễ dàng cán đích đầu tiên và qua đó nhận được tư cách gia nhập học viện GT. Anh sau đó chuẩn bị hành lý để lên đường. Nhưng bố anh đã tỏ ý ngăn cản vì ông cho rằng việc để một game thủ thành một tay đua thực thụ là điều viễn vông. Tuy nhiên giờ đây trong tâm trí Gian, anh chỉ muốn hiện thực hóa ước mơ từ thuở lên năm của mình. Thôi thì con cứ theo đuổi đam mê, miễn đừng để nợ nần đuổi theo là bố mừng rồi. Tại học viện GT, 10 tay đua mô phỏng xuất sắc nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, vân vân và mây mây. 10 tay đua phải cạnh tranh nhau trong thời gian ở học viện này để giành lấy một suất chính thức trong đội đua Nismo của Nissan. Sau đó, Santer đã có một bài phát biểu mang tính chất nán gân, nhiều hơn là động viên tinh thần cho các tay đua ảo. Với tư cách là một kỹ sư trưởng, tôi xin nhắc đây không phải là một trò chơi, nó là thế giới thực, với tốc độ đủ để giết chết các bạn chỉ với một khoảnh khắc ra quyết định ngu xuẩn, và do đó, nếu anh chị nào thấy mình chưa sẵn sàng thì tốt nhất nên xin rút ngay bây giờ, còn không thì chào mừng đến với khóa huấn luyện cực hình này. Nhìn những gương mặt non nớt đang bối rối kia, Danny đã phải thể hiện vai trò của người truyền cảm hứng, khơi dậy được ngọn lửa nhiệt huyết của những con người trẻ tuổi kia, và thế là khóa huấn luyện với Santer bắt đầu. Đầu tiên là chạy bộ hàng km, chưa xong đã phải chạy bậc thang, rồi lại tập phản xạ theo kiểu tay nhanh hơn não.
Còn khi lên xe thì phải liên tục lặp đi lặp lại những khúc cua, phận làm game thủ mà ai ngờ giờ đây lại bị hành xác thế này. Thế là lần lượt 5 game thủ không đáp ứng được tiêu chuẩn đã phải xách vali về nước. 5 người còn lại vẫn miệt mài tập luyện để hướng tới cuộc đua quyết định ở học viện để xác định gương mặt sẽ đại diện cho đội đua Nismo của Nissan. Trong thời gian này họ cũng được đào tạo cách ăn nói trước truyền thông, thứ mà anh Nam Trình ý ẹ nhất. Trong một buổi lái thực hành với Santer bên ghế phụ, hệ thống phanh bị trơ trong vài mili giây khiến chiếc xe của Gian tán thẳng đuôi vào hàng rào bảo vệ khi ông cua. Ông kỹ sư trưởng rất tức giận cho đó là lỗi của Gian vì anh không chịu đạp phanh sớm, nhưng anh đã khẳng định đó là do lỗi phanh bị trơ. Trong khi Santer không tin vì không một tay đua nào có thể nhận ra lỗi trơ phanh chỉ trong vài mili giây, thì Gian đáp trả là mình đã lái những chiếc xe mô phỏng kiểu này cả hàng ngàn lần rồi. Và quả đúng như vậy khi kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chiếc xe đúng là đã bị lỗi trơ phanh trước sự kinh ngạc của Santer. Rồi ngày của cuộc đua cuối cùng đã tới, tất cả 5 tay đua ảo đã sẵn sàng cho thử thách trên chiếc xe đua thực sự. Họ cần phải áp dụng những kỹ năng đã được Santer chỉ dạy để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình trong cuộc đua quyết định này. Và trên hết, sự tập trung và ra quyết định là thứ mang lại chiến thắng, cũng như giúp họ tránh được tai nạn đáng tiếc. Những vòng đầu tiên, Gian dễ dàng vượt qua 3 đối thủ để vươn lên vị trí thứ nhì. Ở vòng cuối, khi Gian quyết định dùng turbo tăng tốc để vượt lên, thì đối thủ đã chọn đúng thời điểm để bật turbo vượt lên lại khiến anh rất thất vọng. Vì chế độ turbo cần thời gian để phục hồi mà đã là vòng đua cuối cùng, nên anh quyết định mạo hiểm chọn góc cua hẹp để vượt lên ở khúc cua này. Điều mà anh làm cả hàng ngàn lần trước màn hình máy tính, nhưng lại là lần đầu tiên anh áp dụng ngoài đời thực. Hít một hơi thật sâu, thả chân phanh và đạp lút ga, anh dường như đã trườn lên ngang chiếc dẫn đầu và cả hai cứ thế mà lao song song về đích, khiến trọng tài cũng không phân biệt được ai cán đích đầu tiên. Còn trong phòng giám sát, Santer tua lại cận cảnh và thấy được mũi xe của Gian đã về trước chỉ chưa đầy một gang tay. Khi ông chuẩn bị thông báo người thắng cuộc thì Danny đã ngăn lại. Vị giám đốc kinh doanh khuyên Santer không nên chọn Gian vì khả năng phỏng vấn tệ hại của anh ấy có thể khiến hình ảnh của đội đua Nismo bị ảnh hưởng. Nhưng Santer đã chứng tỏ ông tuy là người thầy hà khắc nhưng là một con người công tâm khi đã quyết định công bố Gian là người thắng cuộc. Sau đó anh được bay tới nước Áo trên chiếc chuyên cơ của Nismo. Ở đó Gian được thông báo rằng điều kiện cần để ký hợp đồng với Nissan, anh phải cán đích ở vị trí tối thiểu là thứ tư trong một cuộc đua chính thức để được cấp bằng lái đua xe chuyên nghiệp. Vì thế Gian phải bắt đầu chinh phục những đường đua chính thức ở châu Âu, nhưng không may cho anh khi tay đua kiêu căng của đội K3 vì ghét Santer mà luôn tìm cách phá hoại anh. Ở cuộc đua chính thức đầu tiên của mình ở Áo, Gian đã cảm nhận được áp lực từ bầu không khí sôi sục đến nghẹt thở từ lượng khán giả khổng lồ. Đã vậy, ở lần tiếp nhiên liệu đầu tiên, anh đã bị một ông già thợ máy trong đội mình chế giễu: "Cậu em game thủ dáng mà chạy cho hết cái đường đua nha, con gà mô phỏng." Vạn sự khởi đầu nan quả thật không sai, anh đã phải về chót khi bị gã K3 chơi xấu ủi đích khiến chiếc PlayStation của anh quay như trong chóng. Chặng đua tiếp theo ở Đức cũng không khác là bao khi anh đã cán đích ở vị trí 23 vì gặp trục trặc trong khâu liên lạc. Rồi những chặng đua lần lượt sau đó ở Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, tuy kết quả chưa được như kỳ vọng nhưng thành tích cũng cải thiện dần. Đồng thời sức khỏe thể chất và kinh nghiệm thực chiến của anh cũng dần được tích lũy. Và đến chặng đua chính thức thứ 6 tại Dubai cũng là cơ hội cuối cùng để Gian có thể lấy được tấm bằng chuyên nghiệp, cùng với đó là bản hợp đồng lịch sử với đội đua Nismo của Nissan. Sau giai đoạn khổ ải cày cuốc lên level, Gian đã tỏ rõ quyết tâm và cho thấy được sự tự tin của mình. Ngay ở vòng đầu, chiếc xe của anh đã bị gã K3 chèn ép đến gãy luôn kính chiếu hậu, nhưng anh vẫn quyết chí không bỏ cuộc. Dồn hết tất cả sự tập trung, anh bung lụa turbo tăng tốc ngay những khúc vào cua và do đó, chiếc xe PlayStation của anh đã vượt mặt được chiếc K3 vàng chóe nhà giàu kia. Mà gã K3 kia bị hít khói nên nóng mặt mà đạp hết ga hết số vọt lên lại. Nhưng ông trời quả có mắt khi gã vì lao đi quá nhanh nên không kịp xử lý, mà ủi thẳng luôn chiếc xe phía trước. Chỉ tội cho anh số nhọ kia tự dưng dính phải sao quả tạ. Tuy né được hai chiếc xe gặp nạn nhưng xe của Nam Chính cũng bị nứt kính chắn gió. Tuy vậy nhưng vì không còn kỳ đà cản mũi nên anh cũng đã nỗ lực để về đích thứ tư trong gang tấc. Qua đó anh đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng lịch sử với Nissan, điều chưa từng xảy ra cho một tay đua xuất thân từ game thủ. Nürburgring của Đức là chặng đua đầu tiên của Gian sau khi ký hợp đồng với tư cách là tay đua chuyên nghiệp. Trước khi bắt đầu cuộc đua, anh đã tặng một món quà cho Santer, người thầy tận tụy luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho anh. Đây chưa bao giờ là một chặng đua dễ dàng cho những người mới bước chân vào nghề như anh. Những vòng đầu tiên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, khi anh đã đua rất ổn định và liên tục nằm trong top dẫn đầu. Nhưng khi đoàn xe băng qua khu vực cánh đồng rộng lớn, Santer dường như linh cảm được điều gì đó khi kiểm tra dữ liệu thời tiết, sức gió hiện tại đang là 34 km/h. Ông lập tức yêu cầu Gian ghé về tiếp nhiên liệu ở vòng này. Nhưng ngay sau đó, tại một đoạn dốc và sau khi tăng tốc, cả chiếc xe của Gian đã lao vọt lên không trung và kết cục, chiếc xe bay thẳng vào hàng rào trước sự kinh hoàng của bố mẹ anh khi đang dõi theo con mình qua TV. Cả Santer lẫn Danny đều vô cùng bàng hoàng và đau xót trước cảnh tượng này. May mắn thay khi hệ thống an toàn của chiếc xe đua tốt đến kinh ngạc, nhờ đó giữ lại được tính mạng cho tay đua cự phách, nhưng một khán giả đứng gần hàng rào đã không may mắn mà tử nạn. Điều này khiến Gian đối mặt với một cú sốc tâm lý rất lớn vì mặc cảm tội lỗi, đến mức anh thậm chí muốn từ bỏ sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu của mình.
Nhìn món quà Gian tặng, Santer đã phải rơm rớm lệ và ông thầy đã quyết định tiết lộ cho Gian biết lý do ông đã từ bỏ đua xe khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Mười mấy năm trước ông cũng đã vô tình gián tiếp dẫn tới một vụ tai nạn và nó đã cướp đi sinh mạng của một tay đua khác. Điều đó khiến ông quyết định giã từ nghiệp cầm lái. Nhưng đến tận bây giờ ông đã luôn hối tiếc về quyết định này. Ông đã sợ hãi, hèn nhát khi không vượt qua được nỗi ám ảnh sau biến cố. Không dám đương đầu để tiếp tục khám phá bản thân vĩ đại đến mức nào, để rồi giờ đây ông phải gặm nhấm nỗi thất bại trong chính cái bóng của mình. Do đó, Santer đã thuyết phục Gian tránh đi vào vết xe đổ của ông mà hãy dũng cảm bước tiếp. Lời động viên chân thành này đã có tác dụng với Gian. Nhưng một rắc rối khác đã ập đến khi gã Kappa cùng những tay đua thân hắn, chúng đã cấu kết lợi dụng tai nạn đó để yêu cầu hiệp hội đua xe hủy bỏ bằng lái của Gian, lập luận rằng tay đua mô phỏng có thể gây ra tai nạn khác. Điều này cũng tác động đến Nissan, hãng xe này cũng đang xem xét hủy hợp đồng tài trợ. Trong tình thế khó khăn bủa vây từ phía này, Danny đã đưa ra một nước cờ đầy táo bạo và không kém phần thử thách. Ông muốn chứng minh cho họ thấy thực lực của những tay đua mô phỏng. Danny gọi hai đồng đội của Gian ở học viện GT để thành lập một đội ba tay đua mô phỏng và mục tiêu của họ là đứng trên bục vinh quang tại giải đấu Le Mans của Pháp, một chặng đua khắc nghiệt kéo dài liên tục 24 tiếng đồng hồ, qua đó dập tắt mọi hoài nghi về sự tồn tại của các tay đua mô phỏng. Vào ngày bắt đầu chặng đua, bố của Gian đã trực tiếp đến gặp anh. Ông bố đã không kìm nén được nước mắt và mở lời xin lỗi anh vì trước giờ đã không ủng hộ niềm đam mê của con trai. Và Gian cũng ôm ông thật chặt và cho biết anh cũng luôn tự hào về bố. Anh luôn dán biểu tượng chú chim xanh của đội bóng Cardiff lên mũ trước mỗi cuộc đua. Với niềm động viên tinh thần lớn lao này, anh thể hiện quyết tâm cùng hai người đồng đội. Một màn khai mạc long trọng và hừng hực khí thế khi quân đội Pháp trực tiếp trao lá cờ Le Mans cho ban tổ chức, cho thấy tầm quan trọng của giải đấu này đối với các tay đua chuyên nghiệp. Vì Gian là người chinh chiến nhiều hơn các đồng nghiệp nên anh có nhiều kinh nghiệm hơn. Do đó anh là người bắt đầu cuộc đua để có thời gian ngủ một chút trước khi quay lại ở những vòng đua cuối cùng. Ngay vòng đầu tiên, một tay đua thân cận gã Kappa vì muốn chèn ép Gian mà vướng vào một tai nạn thảm khốc. Thật tồi tệ khi chứng kiến cảnh tượng này. Những ký ức đen tối của Gian tại đường đua Đức lại ùa về khiến anh chấn động tâm lý. Hệ quả là tay đua trẻ dần tụt lại phía sau. Để kéo Gian về lại thực tại, Santer đã mở một bản nhạc hòa tấu của Kenny G qua kênh liên lạc, thứ mà nam chính luôn sử dụng để xoa dịu thần kinh của mình ở trước mỗi cuộc đua. Nhờ đó mà Gian đã lấy lại bình tĩnh để tiếp tục. Sau đó Le Mans là một cuộc chạy đua với thời gian đúng nghĩa. Các tay đua mô phỏng đã phải chịu đựng nhiều giờ đồng hồ để bám đuổi đối thủ. Khi ngày chuyển sang đêm, đội đua Nismo với các tay đua mô phỏng đã từ từ tăng tốc và leo lên chiếm lấy vị trí thứ 5. Nhưng thật không may khi cuộc đua đã trôi qua 19 giờ đồng hồ, một đồng đội đã bị chuột rút khiến Gian buộc phải quay trở lại đường đua sớm hơn dự kiến. Đã vậy trong lúc thay bánh, một anh thợ máy hậu đậu làm rơi một đai ốc khiến đội Nismo bị tụt lại phía sau. Mãi đến khi Santer phải lao ra trực tiếp gắn ốc bánh xe thì Gian đã ngụp lặn ở vị trí thứ 9. Vì chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc nên cách duy nhất để có thể bước lên bục vinh quang, đó là Gian quyết định phải lái theo bản năng và mạo hiểm sử dụng những lối tắt để vượt lên, thứ mà anh đã học được và thực hiện rất nhuần nhuyễn khi chơi Gran Turismo. Nhờ đó mà anh lần lượt vượt lên và dần chiếm lấy vị trí thứ 4, thậm chí đã phá vỡ kỷ lục của vòng đua khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Vòng cuối cùng chứng kiến màn đọ sức giữa Gian và gã Kappa để giành lấy vị trí thứ 3 trên bục vinh quang. Khoảnh khắc quyết định xuất hiện ở góc cua cuối cùng ngay trước vạch đích, Gian đã mạo hiểm bật turbo ngay trong khúc cua với kiểu được ăn cả ngã về không. Quả đúng thật, ông trời luôn phù hộ cho người làm liều. Gian từ từ dướn lên để tạo ra một màn phi song mã về đích trong sự nghẹt thở cho những ai ủng hộ anh. Khi cả đội Nismo lao ra để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, chiếc xe PlayStation đã cán đích trước chiếc Kappa chỉ hơn đúng nửa thân xe, khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc. Ông thầy Santer đã phải đổ gục xuống đất, còn ông giám đốc kinh doanh Danny cũng mừng đến nỗi không đứng thẳng được người. Chiến thắng lịch sử này đã đem đến một cú tát cho gã Kappa và những kẻ theo phe hắn, qua đó khẳng định vị thế của những tay đua giả lập trong lòng người hâm mộ. Và câu chuyện thật sự lại chỉ mới bắt đầu từ đây, toàn bộ những gì đã diễn ra là một câu chuyện có thật ngoài đời 100%. Gian trong thực tế đã thi đấu hơn 200 chặng đua chuyên nghiệp. Thậm chí để tăng thêm phần chân thực cho bộ phim, anh đã vào vai đóng thế cho chính nhân vật mang tên mình. Nó thật sự là một bộ phim tuyệt vời về cảm xúc. Heo Mạnh Dạn đề xuất mọi người mau mau phi tới rạp để thưởng thức nó ngay đi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ. Heo bye bye và chúc mọi người luôn yêu đời vui vẻ nha.